Hello anh em, trước khi vào clip ngày hôm nay mình cũng xin thông báo cho anh em một thông tin cực kỳ quan trọng. Hiện tại kênh chính của mình đang gặp rất nhiều những cái trục trặc anh em ạ. Đấy, bị xóa clip rồi có khả năng là bị xóa cả kênh anh em ơi. Đấy, mình cũng rất là buồn, như kiểu ngồi trên đống lửa vậy thôi. Đấy, nhưng mà đó, hy vọng anh em sẽ giúp đỡ mình trong cái khoảng thời gian này. Hy vọng anh em sẽ lên YouTube, đó gõ Trưởng Star Gaming, đăng ký kênh bên đấy nha anh em. Mình sẽ chăm chỉ làm clip bên kênh đấy anh em ạ. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều, chân thành cảm ơn anh em. Và bây giờ chúng ta đến ngay với cái clip ngày hôm nay thôi nào. Và đây là Alin Thứ Nguyên Vệ Thần. Tắt nhạc đi bác tài ơi, bác bật quả nhạc gì mà cha bạn tọ vậy không biết. Vãi cả trưởng. Thì ok, và hello, xin chào bạn trở lại với channel của mình là Trưởng Star đây. Đó, và chào mình em đã quay trở lại với channel mới của mình nhá. Rồi thì ở đoạn đầu clip thì không biết anh em có thể thấy một hình ảnh hé lộ anh em ạ, đến từ trang phục Alin Thứ Nguyên Vệ Thần. Không biết đây có phải là thông tin chính thức không, nhưng mà nếu mà là thông tin chính thức thì nó như thế nào. Nhưng mà đấy, dù gì cái hôm nay mình cũng chơi này Alin và chào đón một siêu phẩm mới Thứ Nguyên Vệ Thần nhá. Ở đây còn anh em nào ăn Tết không? Trời đất ơi, Tết hết rồi. Đấy thì không biết là các bạn hết Tết từ hôm nào, chứ mình thì mình hết Tết từ hôm mùng 3 cơ. Trời đất ơi, có 3 ngày thôi, 30, mùng 1, mùng 2 đến mùng 3 là hết rồi anh em ạ. Rồi thì bây giờ mình sẽ ăn con Pokemon. Vâng, Enzo vừa mới ló mặt ra và nhìn mình bánh mắt đắm đuối, hỏi mình ăn chuối hay không, nhưng mà chắc chắn bộc phá vào mặt Enzo. Trời đất ơi, có ngay mạng đầu dành cho mình em ạ. Nó cứ vậy gọi là thơm ngon bổ rẻ mút chùn chụt. Đấy, bắn pháo hoa tí cho nó phấn khởi. Mặc dù là Tết đã hết nhưng mà pháo hoa thì vẫn còn, cho nên là vẫn có tí không khí, đó có tí gọi là ngày Tết nha anh em. Trời đất ơi, nghe xuân sang thấy trong lòng nhưng chứa tràn, Tết vẫn còn, có ai muốn lì xì không? Rồi luôn, đấy mình đùa đấy, trời ơi hết Tết rồi, đó làm gì nữa mà còn lì xì nữa. Booster giờ chim vừa nói lì xì cái lao ngay vào. Rồi, Booster giờ chim đang làm gì? Ok, ulti này, vào hết đây mình chém hết. Trời ơi, các bạn không đi về à? Thế thì thôi mình đi về vậy. Rồi luôn, Booster vẫn liều kìa. Ô kìa, máu liều nó nhiều hơn máu nao là chắc chắn rồi. Bạn sẽ phải nghe cái bài em đi xa quá của anh ôm thùng ôm TV mà thôi. Ở đây thì Enzo cố gắng nỗ lực anh em ạ. Nhưng mà đó chỉ là cái nỗ lực tạm thời mà thôi. Trời đất ơi, đấy cứ từ từ nha anh em. Thì tất tần tật anh em ạ, build đồ ngày hôm nay thì mình sẽ để bên dưới clip anh em ơi. Thì với cái build đồ như thế này thì anh em cứ yên tâm đi. Anh em hãy vác cái build đồ này để có thể solo đường top, cực kỳ mạnh, cực kỳ khỏe và cực kỳ ghê gớm luôn. Đó, bây giờ thì mình sẽ biến về cái đã, yếu máu rồi, biến về cái đã cho nó hồi điện nước đầy đủ. Bắt đầu mình lên chinh chiến tiếp nha anh em. Đấy, trận đấu này thì mình chơi trang phục Alin Kirito anh em ạ. Đó, mình cũng rất là mong muốn và chờ đợi cái trang phục Thứ Nguyên Vệ Thần ra mắt. Rồi mình sẽ chơi nha anh em. Đấy, không biết ở đây anh em có hóng cái siêu phẩm sắp tới giống mình không, chứ mình là mình hóng vãi cả trưởng ra anh em ạ. À mà mấy ngày hôm nay anh em ạ, mình đọc comment rất nhiều trên cái kênh này thì cũng khá là nhiều anh em ạ phàn nàn bảo là kênh này là kênh fake. Trời ơi, ăn tờ rộm clip của Trưởng Star. U là trời. Đấy, mình xin đính chính lại nhá. Đây là kênh chính thức của mình, kênh mới của mình em ạ. Nên là hy vọng anh em sẽ ủng hộ cái kênh này. Mình sẽ up clip giải trí thường xuyên trên kênh này, nên là hy vọng anh em sẽ đón nhận. Đấy, mình phải lập ra trước để phòng tránh cái kênh chính nó gặp trục trặc em ạ. Hy vọng anh em đừng quên tặng Trưởng một like nhá. Đó, một chia sẻ, một nút đăng ký kênh bên kênh mới này. Nó hoàn toàn miễn phí anh em ạ. Cảm ơn anh em rất nhiều luôn. Còn bây giờ thì chương trình điểm danh chết chóc chính thức bắt đầu. Người đầu tiên nằm xuống là ai đây? Booster Sờ Chim. Và tiếp theo là ai đây? Enzo đang cố gắng quần quại và chắc chắn cũng phải nhận một cái kết khảm thảm hại mà thôi. Double kill. Trời ơi,
Đó, vừa mới vào đầu game cái 3 phút ăn 3 mạng. Các bạn cứ nuôi mình xanh đi. Tí mình đánh cho thì mình lại bảo mình có võ. Đấy, mình có võ mà công nhận là võ công cao thật. Trời ơi, múa kiếm như kiểu là vũ công múa cột vậy. Đấy, biến về này còn ra cây thông nữa cơ. Ẩn sau bụi cỏ là cây thông lấp ló. Đây là hiệu ứng của trang phục Alin nha anh em, Alin Kirito. Mình cũng mong là trang phục sắp tới Thứ Nguyên Vệ Thần nó cũng không kém phần phần nào anh em ạ, không kém phần nóng chậm phần nào với lại cái trang phục Alin Kirito này. Đấy, mình mong muốn là thế. Còn không biết là bao giờ ra mắt thì đấy, lúc đấy anh em hẵng biết. Ơ, sao Buster sờ chim? Mình chui ở bụi rồi bạn vẫn nhìn thấy vậy. Rồi luôn, này thì à bưởi. Trời ơi, tí nữa có mạng. Mình thì mình không muốn bầu phá đâu, bởi vì anh em biết rồi đấy, mình là người đồng đội có tâm. Đấy, không bao giờ có cái việc gọi là lát hít của đồng đội anh em ạ. Ok, bây giờ mình tiếp tục về khu vực đường top yêu dấu của mình để có thể farm nhé anh em. Đấy, thăm ngàn, ke ngàn cập ngân. Ở an phận thủ thường thôi. Càng lớn mình càng hướng nội anh em ạ, và có cảm giác thích một mình, nên là mình rất thích đi top anh em ơi. Đấy, đi top anh em có thể chơi banh đũa một mình mà không ai phát hiện. Đó, trời đất ơi. Úi dồi, vừa nói khỏi mồm thì Enzo xuống quấy đám cái việc chơi banh đũa của mình. Chính vì thế là bây giờ mình sẽ đi dạo chơi thôi. Và sau đó là nhìn đẻo cái thôi, làm gì đâu. Booster này cũng hơi rén. Nhưng mà đấy, mình dọa vậy thì lần sau là bạn gặp mình bạn mới rén anh em ạ. Chứ từ nãy giờ bạn nhảy mình hơi nhiều anh em ạ. Ok, rồi farm nốt cái tên lính đường mid này. Sau đó là mình sẽ tiếp tục kiếm chuối này rồi chạy đi đâu. Trời ơi, đầu tư ngàn cái chiêu ulti mà cuối cùng không vớ được mạng em ạ. Booster ở đây thì đang ăn chim. Và chắc chắn rồi, đấy, ai cho ăn chim? Ăn một con chim thì trả một cái mạng sống. Rồi luôn, bộc phá có ngay mạng thứ tư. Thơ mồm bổ phổi tiệt trùng nào. Ơ, cái thằng Elzo nó đẩy trụ kìa. Đúng là cao thủ không mà mấy ông tranh thủ anh em ạ. Trời ơi, việc nhẹ lưng cao kìa. Nó lấy được cái trụ là có lợi thế nhá. Rồi rồi rồi, hay quá Kalixi ơi. Kalixi xuống rất nhanh. Vâng, Kalixi đã bị hất về. Nhưng mà chắc chắn rồi, mình sẽ cover cho Kalixi. Quả cầu bất tử đã được kích hoạt. Và chắc chắn Thiên La địa võng lao xuống. Rồi ôi, 5 mạng anh em ạ. Đấy, cứ lao xuống cái này Enzo cũng phải dừng cuộc chơi ngay. Trời đất ơi, chơi con này thì cái việc combo thì cũng khá là đơn giản thôi. Mình cũng nói sơ qua về cách combo của này. Anh em có thể sử dụng chiêu cuối để lao vào mở combat. Đó, và khi mà anh em chiêu cuối xong thì anh em sẽ lướt chiêu 2 để có thể chói. Đó, sau đó là anh em chém chay rồi kích hoạt chiêu 1 nha anh em. Đấy, đó là cái cách combo. Nó nói nôm na nó đa dạng combo lắm anh em ạ. Đấy, hoặc nếu mà anh em không sử dụng ulti thì anh em có thể lướt vào đến từ chiêu 2. Sau đó là anh em tích nội tại, anh em chém thôi. Đấy, nói chung là đa dạng combo. Tùy từng tình huống nha anh em. Đấy, nói chung là chơi bất kỳ một vị tướng nào anh em ạ. Đấy, để hay thì anh em phải chơi thật là nhiều. Chăm hay không bằng tay quen mà. Cứ chơi thật là nhiều đi, rồi anh em tự khắc sẽ hay thôi. Đấy, trời ơi, Enzo ơi, Enzo ơi, sao lại móc mình thế này? Hừ năm nha, hừ năm nha. Rồi luôn, móc mình thì mình cân đôi. Cân đôi chứ còn cái gì nữa. Một pha bóp ai đến từ Enzo. Và cuối cùng là hai bạn trẻ đã dắt tay nhau mà đi. Đi đâu, nghĩa đỉa anh em ạ. Khổ thân thật sự luôn các bạn ơi. Đấy, lần sau lựa đường mà chơi với kiến nha. Chứ chơi với lại cái thánh Alin Kirito thế này là không có được. Rồi Tara chắc là phát hiện ra một cái vật thể gì đó đang núp bụi ở đây, nên là cô ta cũng đã đó nuôi về anh em ạ. Rồi rồi, bây giờ mình sẽ cân 3 này. Rồi luôn, thuốc đắng giá tật nhạc giật bùng lên. Gào, tục bị chập chăn nè. Gào, cứ bị chập chăn nè. Gào, mi xa lệ. Gào, 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 mi xí lệ. Rồi luôn, bỏ nghe thấy mình hát hay quá vào bụi nghe cùng à. Này, đấy, thích hát, thích nghe mình hát không? Đến gần mình nha, mình hát cái bài mà cái con bò ấy. Cái con bò phô mai, con bò cười ấy. Cái bài đấy tên là cái gì nhỉ? Hình như là buổi sáng dắt trâu ra đồng, nhìn thấy hai con bò nó tập thể hình hay sao ấy. Vãi cả trưởng luôn. Ok, đẩy cao quái lên thôi nha bạn. Anh em chú ý nhá, khi mà anh em xanh rồi, anh em đừng quên là cái đường của anh em phải luôn luôn đấy đẩy cao quái lên. Để cho quái nó lên cao thì anh em sẽ dễ dàng trong cái việc gọi là ép trụ hơn anh em ạ. Đấy, như mình này à. Trời ơi, bây giờ mình lại tiếp tục thôi. Đi lang thang bắt con bò bó vô nồi. Úi dồi, có con bò nạc.
con bò nạc nạc giữa bầy tiên, rồi luôn bò nạc chạy đi đâu cho trời nó tắt nắng đây. Con bò nạc theo nát chết rồi bộc phá và số 10 tròn trĩnh nó đã hiện ra trước màn hình. 10 không anh em ạ. À. Trời đất ơi, ghê ông xin nói một lời thôi. 10 mạng anh em ạ. À. Đấy, nói chung là chơi con này rất đơn giản thôi. Anh em cứ làm như clip là được. Anh em muốn chơi hay, đó, muốn chơi tốt Alin. Đấy, anh em hãy chia sẻ clip này và xem nhiều clip này anh em ạ. Thì anh em tự khắc sẽ chơi hay anh em ạ. Ok. Đấy, nói chung là đơn giản lắm các bạn ơi. Và đặc biệt nha anh em, nếu mà muốn chơi tốt thì mình cũng có một cái mách cho anh em, một cái mẹo nhỏ nhỏ. Muốn chơi tốt bất kỳ một vị tướng nào, như kiểu anh em muốn bet Alin thì anh em cứ chơi nhiều Alin cho mình. Đó, chỉ chơi Alin thôi là tự khắc anh em sẽ chơi hay. Đấy, như mình nè. Làm sao? Trời đất ơi, này thì hà bưởi này. Tôi tin chắc với anh em là Booster và Tara không có đăng ký kênh của trưởng gà ta. Đó nên là không biết là trưởng đánh ghê nó như thế nào. Trời đất ơi, rồi luôn Ngộ Không lao vào gõ. Gõ rất nhiệt, gõ rất mạnh. Quá hay cho Ngộ Không. Thôi thôi, tôi biết ngay mà. Thôi sao Ngộ Không rồi. Trời đất ơi, nhìn người đồng đội của tôi ra đi mà lòng đau như cắt. Nước mắt chảy đầm đìa mà tôi. Chính vì thế tôi sẽ ra báo thù. Đứa nào đánh bạn ta? Đứa nào? Bước hết ra đây. Mình cứ... Bỗng muốn khóc cho lòng nhẹ nỗi đau. Trời đất ơi, gãy sớm để làm gì? Gãy sớm để làm gì? Quá đớn đau anh em ạ. Ok, nhưng mà những cái lúc như thế này thì chúng ta mới cảm thấy cuộc sống nó rất là an nhiên, nó rất là yên bình em ạ. Chả phải làm cái gì, chỉ việc check bản đồ. Ok. Đấy thì không biết là các bạn có thấy cái giọng của mình hôm nay nó có khác không. Trời đất ơi, mới ốm dậy em ạ, nên là ngáo như con cáo vậy thôi. Các bạn thông cảm nhá. Rồi bây giờ mình sẽ lên hỗ trợ anh em đây. Bỏ đâu. Trận đấu này có sự hội ngộ của cả Ngu Ma Vương và Đại Thánh anh em ạ. Không biết là có làm lên trò trống gì không đây. Chứ tôi là tôi ăn hết mạng của anh em rồi, 11 mạng luôn. Đây rồi, hàng về. Trời đất ơi, tiếp tục là điểm danh chết chóc. Thí sinh nào lên bảng đếm số đầu tiên đây? Chắc chắn là thí sinh Nata. Tiếp theo là ai đây? Trời đất ơi, Tara, nhưng mà tôi vẫn phải quỳ gối rồi. Uầy, cái nút quỳ gối có Booster Stream ôm mình em ạ. Ui vai trưởng, sao Booster Stream giết mình này lại có Booster Stream này ôm mình? Cái kiểu vừa đấm vừa xòa. Đấy, đánh người ta rồi bắt đầu lại ôm người ta. À, không phải đâu anh em ạ, đó là hiệu ứng của bộ trang phục Kirito đấy anh em ơi. Đằng sau đó chính là Asuna. Đấy, theo mình nghĩ là thế anh em ạ. Theo mình nhớ là thế. Rồi luôn, ba đường lính siêu cấp đã bị hủy diệt. Đội bạn bây giờ thì không khác gì cái sân bay Cần Thơ anh em ạ. Cái sân bay có thể nói là vắng tanh như cái chùa Bà Đanh. Bây giờ thì đội bạn cản phá mấy cái con Toro anh em ạ. Đàn em của Toro xe ôm cũng mệt cơ. Chúng nó trâu lắm anh em ạ. Và đặc biệt là bây giờ thì đấy, chưa phải là cái con tà thần chùm cuối. Nếu mà phút 15 anh em ạ mà con tà thần chùm cuối nó ra anh em ơi, anh em ăn xong anh em ạ, lính nó như kiểu trâu lên. Và đặc biệt là anh em sẽ có những cái nội tại anh em ạ, sát thương chuẩn này, các thứ giật điện rất mạnh luôn. Mình thấy là cái con Alin này, mình thấy là có cái điều đặc biệt nhất và duy nhất và chỉ có một thôi, đó chính là nó sẽ gây ra 3 sát thương. Đấy, sát thương phép, sát thương chuẩn này. Rồi, bây giờ thì trời đất ơi, xinh xinh rồi Sam to, xinh xinh của Lý cha cha rồi luôn. Triple Q là đây chứ đâu. Đó, tính Mega Q cơ nhưng mà anh em ăn hết của mình rồi. Thôi kiếm Water Q cũng được nè. Nào Booster ơi, chạy đi đâu? Đó, dừng chân dừng bước, đừng đi thượng khách. Trời ơi, quét sạch luôn. Phê quá anh em ạ. Ok, thì như vậy là sau cái quét sạch này cũng là dấu chấm hết cho đội bạn rồi. Mình cũng xin chân thành cảm ơn anh em nãy giờ đã theo dõi video của mình nhá. Anh em thấy clip hay thì nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ mình. Bye bye và hẹn gặp lại. Tôi yêu các bạn. Các bạn ơi, mai yêu hì.